Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm gặp gỡ kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh, sức sống mới sau dịch bệnh COVID-19, định hướng và phát triển dưới góc nhìn kinh tế. Tại tọa đàm, đại diện kiều bào là các nhà khoa học, doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã chia sẻ những kinh nghiệm, hiến kế cùng thành phố trong những giải pháp thúc đẩy sự ổn định, phát triển kinh tế thành phố trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Trong đó, tập trung vào những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác quy hoạch, xây dựng các mô hình phát triển y tế bền vững, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, các giải pháp thu hút, sử dụng nguồn lực từ kiều bào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của đại diện kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài đưa ra tại tọa đàm. Những đóng góp đó không chỉ có giá trị riêng với thành phố Hồ Chí Minh mà còn có thể áp dụng với nhiều địa phương khác trên cả nước. Đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò là cầu nối huy động nguồn lực của kiều bào cho sự phát triển, giúp thành phố đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, toàn tỉnh đã hỗ trợ gần 175 tỷ đồng cho những người gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ cho các nhóm hộ nghèo cận nghèo hơn 13.400 người, kinh phí trên 20 tỷ đồng, nhóm người có công là hơn 2.500 người, kinh phí gần 3,8 tỷ đồng, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hơn 32.000 người, kinh phí 48 tỷ đồng, đối tượng lao động tự do và bán vé số lưu động là hơn 45.000 người, đã chi gần 68 tỷ đồng, nhóm người Lâm Đồng gặp khó khăn ở các tỉnh thành phố là gần 20.000 người, với số tiền hơn 29 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo đánh giá của ngành y tế thì về cơ bản dịch bệnh đang được kiểm soát trên cả nước với số ca chuyển nặng và tử vong có xu hướng giảm. Tuy nhiên, từ mùng 4 Tết đến nay thì số ca nhiễm đang tăng dần trở lại. Đáng nói là trong số đó thì không ít bệnh nhân là người cao tuổi. Điều này rất nguy hiểm bởi đây là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nặng từ COVID-19. Theo các chuyên gia, nguyên nhân số ca COVID-19 tăng là ngày Tết nhiều lễ hội, gặp gỡ, tiếp xúc đông người, làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Tết cũng là thời điểm nhiều người dân trở về địa phương đón Tết, sau đó quay trở lại thành phố. Với việc di chuyển nhiều, không thể tránh khỏi các trường hợp lây nhiễm chéo mà không có biểu hiện, nên chưa được phát hiện để cách ly và trở thành nguồn lây cho cộng đồng hay trong gia đình, kể cả những người cao tuổi, mặc dù không đi lại chúc Tết và chỉ ở trong nhà. Thực tế, sau Tết nhiều trường hợp người già đã bị phát hiện nhiễm COVID-19. Bắt đầu từ sau dịp Tết thì cái số lượng người cao tuổi nhập viện vì COVID-19 nó tăng đột biến, tăng rõ rệt so với lại thời gian trước. Một số người cao tuổi có bệnh nền thì chỉ ở nhà thôi, không đi đâu cả. Tuy nhiên là vẫn mắc COVID và thường là diễn biến là tương đối nặng. Tết là dịp mà con cháu rồi là người thân quen đến thăm viếng. Thế thì đấy chính là cái nguy cơ. Sau khi mà cái độ bao phủ vaccine nó rất là rộng thì mọi người cũng có một cái tâm lý chủ quan nhất định. Thực tế, vaccine có thể bảo vệ cơ thể trước diễn biến nặng của bệnh, chứ không bảo đảm được việc không nhiễm hay nhiễm mà không trở thành nguồn lây. Trong khi đó, người già và những người có bệnh lý nền là những đối tượng nhạy cảm với COVID-19. Họ rất dễ bị ảnh hưởng nặng khi mắc SARS-CoV-2, thậm chí là tử vong. Đáng nói, nhiều người cao tuổi vẫn chưa tiêm vaccine. Đáng tiếc là đa số là những người cao tuổi nhập viện trong cái dịp này vì COVID-19 đều chưa tiêm vaccine. Bởi vì là những người cao tuổi này thì có một cái tâm lý là cho rằng là mình không đi đâu cả, cho nên là cũng không cần thiết phải tiêm vaccine. Chính vì vậy cho nên là khi mà bị nhiễm COVID-19 thì đa phần là diễn biến rất là nặng. Những cái ca hiện nay nặng mà phải thở máy thì vẫn là những ca chưa được tiêm vaccine và có nhiều bệnh nền. Cái thời mà chưa có vaccine ấy, thì cái lứa tuổi cũng rất là đa dạng vì tất cả đều chưa được tiêm vaccine. Thì có những người 30 vẫn bị tử vong, có những người 30 vẫn thở máy. Nhưng mà hiện nay thì chủ yếu là người già. Vậy cái số mà bệnh nhân thở máy mà tử vong thì có thể giảm đi. Nhưng cái tỷ lệ trên cái nhóm bệnh nhân thở máy thì vẫn có thể là vẫn không thay đổi lắm. Vẫn 40-50%, 40-50% những trường hợp thở máy là có nguy cơ tử vong. Không ít trường hợp người cao tuổi vẫn chưa thể tiêm vaccine COVID-19 do nhiều yếu tố liên quan. Vì vậy, đối tượng này cần được bảo vệ trước mọi nguy cơ của dịch bệnh và vận động tiêm vaccine sớm. Bởi nếu các trường hợp này gia tăng, tỷ lệ bệnh nhân nặng phải nhập viện tầng 2, tầng 3 cũng tăng, dễ dẫn đến quá tải hệ thống y tế.
Tiếp theo là thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 2 đến 16 giờ ngày 11 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 26.487 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 26.471 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày, có 6.075 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 96 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 2.457.170 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 2.212.669 ca.